Truyền thống của người Việt là vậy, luôn rộng mở vòng tay, đùm bọc lẫn nhau lúc hoạn nạn, tai ương. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến hàng loạt người lao động phải gián đoạn công việc, mất thu nhập. Và cũng như nhiều địa phương, tại thành phố Vũng Tàu, thời gian qua xuất hiện nhiều điểm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thức ăn, khẩu trang, kháng khuẩn cho những lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhất là khi Việt Nam bước vào giai đoạn chống dịch quyết liệt, toàn xã hội phải cách ly, kéo theo hàng loạt hàng quán phải tạm dừng hoạt động. Trên các con phố Vũng Tàu xuất hiện những pano như thế này. Ở địa chỉ số 24B đường Nguyễn Du, phường 1, thành phố Vũng Tàu, từ ngày 6 tháng 4 đến 30 tháng 4, mỗi ngày doanh nghiệp tư nhân Trinh An dành 100 suất cháo dinh dưỡng tặng người già neo đơn, gia đình nghèo có trẻ nhỏ. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng thật ấm lòng. Nếu khó khăn, bạn lấy một phần. Nếu thấy ổn, bạn nên nhường người khác. Thực hiện theo cái nghị định 16 về vấn đề giãn cách xã hội, thì doanh nghiệp tư nhân Vinh An tự nguyện là trích tiền kinh doanh ra để mà phát cháo miễn phí cho các cháu và các bà, các cô có sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Thì sắp tới đây là tôi là cũng khoảng 2 tấn gạo chung tay với cộng đồng trong cái thời điểm mà dịch Covid nó xảy ra. Mỗi ngày tỉnh xá Ngọc Đức tại số 41/22 Nguyễn Bảo, thành phố Vũng Tàu cũng cung cấp hơn 2.500 suất ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng trân trọng hơn, tỉnh xá Ngọc Đức còn phối hợp với ban điều hành khu phố các phường tổ chức đưa cơm đến tận nơi ở của người già neo đơn, người khuyết tật, người đau ốm có hoàn cảnh khó khăn để họ không phải ra đường, phòng lây nhiễm dịch bệnh. Đến chia sẻ trong cái lúc khó khăn, những vị trên 60 tuổi thì ở đây có khu phố trưởng các khu phố để tới nhà tại tỉnh xá Ngọc Đức nhận cơm về để phát cho đồng bào. Và đem đi từng nhà một, không để cho những vị đó ra đường. Trong thời gian coi như là cách ly, về ăn uống thì bà con rất là khó khăn. Cho nên là mỗi ngày là tôi nhận cơm về cho bà con là sáng từ 80 phần đến 90 phần. Buổi chiều từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi là cũng nhận là khoảng đó về phát cho bà con. Những lao động nghèo vì dịch bệnh COVID-19 mà phải dừng công việc, mất thu nhập, như người bán vé số, chờ qua mùa dịch, quả là vô cùng khó khăn. Nên bên cạnh chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự đùm bọc của cộng đồng thật sự là điểm tựa vô cùng ý nghĩa với họ. Cái cuộc sống của em nó bị hạn chế vé số hoàn toàn, thì em cũng không có biết dựa dẫm vào ai hết. Thì trong cái thời gian đó em nhờ được một cái số anh chị tình nguyện viên đã giúp đỡ cho em trong cái thời gian vừa qua, là cơm ngày ba cử, sáng trưa chiều. Thì em cũng rất là hạnh phúc và no ấm khi có cái phần cơm như vậy. Tại vì cái dịch đại lý vé số biểu nghị 15 ngày là cảm thấy xúc động lắm cô. Tại vì đại lý với nhà nước quan tâm tới tôi cũng tật nguyền chứ tôi đâu có làm gì được. Cũng tổ chức những cái buổi phát cơm từ thiện như thế này thì với mong muốn là cùng chung tay với cộng đồng để giúp cho bà con có được những cái bữa cơm tạm thời vượt qua khó khăn trong cái mùa dịch này. Không chỉ chủ động phát thức ăn, khẩu trang cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, cơ quan trên địa bàn thành phố Vũng Tàu còn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu về chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tính từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng tiền mặt cùng với 3.000 phần quà, 15 tấn gạo, 60 thùng mì, 18.000 khẩu trang với tổng trị giá 320 triệu đồng ủng hộ cuộc chiến chống dịch.